Wow, hãy nhìn kìa, rồng Komodo có hình dạng rất giống với cá sấu các bạn ạ. Cái mõm tròn, da có vảy, tứ chi khỏe và có móng vuốt sắc nhọn, đuôi dài, nhìn nó rất là hung hăng và kiên quyết. Nó đang hung dữ và dùng tứ chi để bò lên mặt đất như là các giống loài bò sát khác. Chẳng trách lúc đầu người ta còn nghĩ Komodo là một cá sấu cặn. Ngoại hình thì khá giống, tuy nhiên rồng Komodo lại có những miếng đòn hiểm độc khác một trời một vực so với cá sấu các bạn ạ. Đòn tấn công vật lý mạnh nhất của rồng Komodo chính là miệng, đầy những chiếc răng sắc nhọn. Có thể bạn chưa biết, nó có hơn 60 chiếc răng, dài khoảng 2,5 cm, hình móc câu, có răng cưa ở bên trong. Có thể xé da của con mồi và gây ra những vết thương giống như là vết rách. Ngoài ra thì răng của rồng Komodo được thay mới thường xuyên. Vì vậy, chúng có thể vẫn sắc bén mà không lo bị